여러분, 안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại bài 10 với chủ đề về mô với phần nói và phần đọc nhé. Về mô thì chúng ta sẽ miêu tả, sẽ học cách miêu tả về hình dạng đúng không? Và về phần nói ngày hôm nay chúng ta cũng, phần thứ nhất chúng ta sẽ cùng nói về sự thay đổi sau kỳ nghỉ. Chúng mình cùng xem mẫu này. Có hai bạn là Minje 그리고 Sujin. Bạn Minje thì thò mò xích tả. Còn Sujin thì yếp cư tả. Và mò đi rưu chôm chả lạc tả. Còn Sujin thì thay ơ thư rưu yếu xí mi hết tả. Vậy tức là sao? Chúng mình sẽ nói về sự thay đổi của bạn ấy. Trông bạn ấy có ngầu hơn này, trông bạn ấy xinh hơn. Và lý do là gì? Ngầu hơn tại vì đã cắt tóc, còn xinh hơn là tại vì đã giảm cân, đúng không? Và chúng mình cùng xem nhé. Sujin 씨, 오랜만이에요. 방학 잘 보냈어요? 네, 잘 보냈어요. 그런데 민채 씨, 방학에 뭐 했어요? 더 멋있어졌어요. 그래요? 머리를 좀 잘랐어요. 소진 씨는 방학 동안 더 예뻐진 것 같아요. 그래요? 다이어트를 열심히 했어요. Ở đây hôm trước về phần ngữ pháp các bạn học cấu trúc ao chỉ đà để thể hiện ý nghĩa là gì? Sự thay đổi, đúng không? Trở nên như thế nào đó. Vậy chúng mình cùng xem đoạn này nhé. Sujin à, 오랜만이에요. Lâu lắm mới gặp, đúng không? 방학 잘 보냈어요? Cậu, kỳ nghỉ cậu vui không? 네, 잘 보냈어요. Vui. 그런데, nhưng mà Minje 씨, nhưng mà Minje ơi, 방학 게 뭐 했어요? Kỳ nghỉ cậu đã làm gì thế? 더 멋있어졌어요. Đây cấu trúc aochita đây. Mosita đúng không? Có nguyên âm y nên cộng với ochita và chia quá khứ thôi. Mosita chất xeo trông cộng ngầu hơn đấy. Cứ thế ạ. Thế á. Mori rưu chôm chả lạc xeo. Tôi đã cắt tóc một ít đúng không? Sujin 씨는 방학 동안 더 예뻐진 것 같아요. Ở đây vẫn là dùng cấu trúc aochita và kết hợp với như sự phỏng đoán ưu niên cọc cặp tả một người tính từ. Sujin trong kỳ nghỉ hè, trong thời gian kỳ nghỉ cũng xinh hơn thì phải. Hay là hình như cậu trông cũng xinh hơn. 그래요? 네, 다이어트를 열심히 했어요. Tôi đã luyện tập, tôi đã ăn kiêng chăm chỉ. Thì đó là về phần luyện tập thứ nhất. Về phần này, mục tiêu của chúng ta sẽ nói được cái gì? Sự thay đổi của bản thân sau 2 tháng, 3 tháng kỳ nghỉ không gặp. Có thể là trông cậu đen hơn, đúng không? Trông cậu trắng hơn, hay là trông cậu gầy đi, trông cậu có thể là phong cách cậu thay đổi, vân 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 vân. Và lý do là gì? Đen hơn là tại vì tớ đi du lịch biển, trắng hơn tại vì tớ chỉ có ở trong nhà học bài thôi. Còn đó, thì đấy là những gợi ý của mình dành cho cái đoạn này. Các bạn có thể căn cứ vào đoạn mẫu và làm thành hội thoại khác nhé. Đoạn số 2 của chúng ta có hai bạn là Tuân và Yuna. Thì ở đây bối cảnh của chúng ta là hai bạn này sẽ một bạn sẽ ra sân bay để đón bạn còn lại. Cụ thể là Yuna sẽ đón Tuân thì phải. Và các bạn ấy phải tả về nhau như thế nào, mặc áo màu gì, trông mình như thế nào, tóc dài hay ngắn ra sao để ở sân bay có thể nhận ra nhau. Và chúng mình cùng xem nhé. 네, 공항에서 Tuân 씨를 어떻게 찾아요? 저는 키가 크고 머리가 짧아요. 내일 노란색 셔츠하고 파란색 바지를 입을 거예요. 저는 키가 작고 머리가 길어요. 빨간색 반팔 티하고 하얀색 치마를 입을 거예요. 그래요? 쉽게 찾을 수 있겠네요. 네, 내일 공항에서 만나요. 나 đầu tiên, bạn A nói là gì? 어떻게 찾아요? Ngày mai chúng mình, ngày mai tớ làm sao có thể tìm được Tuấn ở sân bay đây? 어떻게 찾아요? Làm thế nào? 저는 키가 크고, tớ thì cao và 머리가 짧아요. Tóc ngắn. 내일 노란색 셔츠하고 파란색 바지를 입을 거예요. Và ngày mai tớ sẽ mặc áo셔츠, đúng không? Áo sơ mi màu 노란색 là màu vàng và mặc quần màu 파란색 là màu xanh. Tiếp theo, bạn Yuna thì sao? 저는 키가 작고 머리가 길어요. Tớ thì thấp và tóc dài. 빨간색 반팔 티하고 하얀색 치마를 입을 거예요. Tớ sẽ mặc áo ti này, tức là áo phông đúng không? Áo cộc tay màu đỏ và mặc váy màu trắng, haeyeonsaek chima. 그래요? 네, 쉽게 찾을 수 있겠네요. Sẽ dàng tìm được nhau đấy. 네, 내일 공항에서 만나요. Ngày mai gặp nhau ở sân bay nhé. Thì tương tự, bây giờ các bạn tưởng tượng bạn quen một người bạn Hàn Quốc hoặc một người bạn nước ngoài hay một người bạn của bạn
Nhưng mà chưa gặp nhau lần nào. Và bạn sẽ đến cái khu vực của bạn đó, đến sân bay hay là đến bến xe chẳng hạn. Và nhiệm vụ các bạn là phải tả nhau như thế nào để ngày mai dù chưa gặp nhau ở ngoài đời nhưng vẫn có thể nhận ra nhau. Có thể tả là gì? Tớ cao, tớ thấp này, tóc tớ dài này, tớ trắng này. Và đặc biệt là về quần áo đúng không? Quần áo là thứ mà chúng ta dễ nhận ra nhất. Tớ có thể đội mũ này, mặc áo dài tay, áo cộc tay, áo khoác vân vân. Thì mục đích là để tả rõ cho người bạn của mình có thể tìm ra mình được. Rồi đấy là phần nói. Phần đọc thì sao? Phần đọc hôm nay chúng ta hơi dài nhá. Thứ nhất, đọc đoạn văn sau và lựa chọn bức tranh phù hợp. Chúng mình sẽ cùng đọc và dịch này. 제 가방을 찾아주세요. Hãy tìm giúp tôi chiếc cặp. Hay là tìm giúp chiếc cặp của tôi đúng không? 제 가방. 어제 도서관 앞 벤치에서 가방을 잃어버렸어요. Chúng mình có động từ 잃어버리다 là gì? Mất, đánh mất. Vậy penchi ở đây chúng ta có thứ mới là penchi, tức là cái ghế băng dài ấy. Ngày hôm qua tớ đã làm mất chiếc cặp ở ghế băng dài trước thư viện. 등에 매는 갈색 가죽 가방이에요. Đó là chiếc cặp làm sao? 가죽 là da. Đó là chiếc cặp da màu nâu và 등에 매는 tức là đeo lưng. Chúng mình có cặp đeo chéo đúng không? Có cặp đeo lưng đúng không? Thì đây là 등에 매는 là cặp đeo lưng rồi. 둥근 모양이고 줄은 까만색입니다. 둥근 là tròn, là có hình dạng tròn và 줄은 줄 là dây. Dây thì màu gì? 까만색 là màu đen. Tiếp theo, 앞에 주머니가 두 개 있는데 주머니도 까만색입니다. 앞에 ở đằng trước thì có hai chiếc túi, 주머니 là chiếc túi và túi cũng màu đen. 가방 지퍼에는 고양이 모양 열쇠 고리가 달려 있어요. 가방 지퍼 là gì? 지퍼 là cái khóa. Ở cái phần khóa của cặp á thì 고양이 모양 열쇠 고리. Chúng mình có 열쇠 là chìa khóa đúng không? Vậy 열쇠 고리 là treo, móc treo chìa khóa. Có treo một chiếc móc treo chìa khóa hình con mèo 고양이 모양. Và 제 가방을 보신 분은 연락 주세요. Ai nhìn thấy chiếc cặp của tôi thì vui lòng liên lạc hay liên hệ cho tôi. 제 전화번호는 010-2234-5678입니다. Số điện thoại của tôi là gì gì đấy. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là bức tranh nào là phù hợp nhất nhỉ? Đầu tiên chúng mình sẽ cùng tóm tắt lại nhá. Đấy, cặp đeo lưng. Vậy chúng mình có thể bỏ phương án A rồi đúng không? Tiếp theo, hình tròn và dây màu đen, túi cũng màu đen. Và chúng mình loại được phương án C, vậy cuối cùng chỉ còn phương án B thôi đúng không? Đoạn tiếp theo này, đọc bức thư sau và trả lời câu hỏi. Soobin 씨에게 gửi Soobin. 안녕 Soobin 씨, 잘 지내고 있지요? Chào Soobin à, cậu có khỏe không? Cậu vẫn khỏe chứ, cũng được. 나도 잘 지내고 있어요, 또 cũng khỏe. 요즘 한국 날씨는 어때요? Dạo này thời tiết Hàn Quốc thế nào? Việt Nam은 많이 더워요. Việt Nam thì nóng lắm. 그래서 이번 주말에 선풍기를 살 거예요. Do đó, cuối tuần này tớ sẽ mua một chiếc lý Sopuki, cái quạt đúng không? Soobin 씨는 요즘 어떻게 지내요? Dạo này Soobin sống thế nào? 나는 살이 좀 쪄서 수영을 시작했어요. Tớ hơi bị tăng cân nên đã bắt đầu bơi, 수영을 시작하다. 그리고 아침에 수업이 있어서 일찍 일어나요. Và buổi sáng tớ có tiết học nên tớ cũng dậy sớm, 일찍 일어나다. 한국에 있을 때보다 부지런해졌어요. Tớ đã chăm chỉ hơn hồi ở Hàn Quốc rồi, đúng không? Soobin 씨도 많이 달라졌겠지요? Soobin chắc là cũng sẽ khác lắm nhỉ? 많이 달라졌겠지요? Soobin 씨 소식도 알고 싶어요. Tớ muốn biết cái những tin tức về Soobin, những tin tức của Soobin. 답장 부탁해요. Trả lời, nếu trả lời thư cho tớ nhé. 그럼 건강하게 잘 지내요. 아바, khỏe mạnh, sống khỏe mạnh nhé, thế là mạnh khỏe nhé, luôn mạnh khỏe nhé. 안녕, tạm biệt. Và sao yong gì cả, người gửi là bạn sao yong. Thì các bạn lưu ý trong ở Hàn Quốc người ta hay biết, người rất hay biết là gì? Sao yong y. Do tên của bạn là sao yong thôi, không phải sao yong y, nhưng mà cái y này người ta gắn vào thể hiện tiếp. Sao yong gì cả. Nó có, tức là có phụ âm cuối các bạn sẽ y ở nhé, còn không có thì thôi. 1번, 서영 씨는 왜 수영을 배웁니까? Tại sao 서영은 안 học bơi? Tại vì gì nhỉ? 살이 좀 쪄서. số 2, 서영 씨는 왜 부지런해졌습니까? Tại sao 서영 lại chăm chỉ hơn? 에이, 수영을 시작했기 때문에, vì bắt đầu bơi này. 2, 아침에 수업이 있기 때문에, tại vì buổi sáng nó học. Và 3, 베트남 날씨가 덥기 때문에, vì thời tiết Việt Nam nóng. Thế
các bạn sẽ thấy tại sao bạn chăm chỉ hơn. Ở đây bạn ấy còn nói rõ đúng không? Ashimisu bị isoso iri iranai. Có nghĩa là bạn ấy có tiết học buổi sáng nên bạn dậy sớm hơn, và sau đó bạn nói là bạn chăm chỉ hơn người Hàn Quốc. Đáp của chúng mình phải là P, đúng không? Tiếp theo này, có 3 đoạn văn tiếp theo chúng mình sẽ cùng đọc và cùng dịch nhé. Park Soo-bin, 제 친구 영민 씨를 소개합니다. 저도 muốn giới thiệu về Youngmin, bạn của tôi. Youngmin 씨는 키가 크고 잘생겼습니다. Youngmin thì cao và đẹp trai. 키가 크기 때문에 농구를 잘합니다. Vì cậu ấy cao nên cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi, rất cừ. 그리고 잘 웃기 때문에 반 친구들이 모두 영민 씨를 좋아합니다. Và cậu ấy 잘 웃기 때문에, cậu ấy hay cười, đúng không? Hay là cậu ấy cười đẹp ấy, vừa hay cười vừa cười đẹp, cái từ 잘 này các bạn sẽ hiểu thể hiện cái điều đấy nhá. Nên 반 친구들이, nên các bạn ở trong lớp đều thích 영민, được chưa? Thì đấy là đoạn thứ nhất, xem nào. Có một 1번, 영민 씨는 키가 크기 때문에 농구를 잘합니다. Vì 영민 cao cho nên chơi bóng rổ giỏi. Thế con này là đúng, đúng không? Bạn đã nói rõ ở bên trên rồi. Đoạn số 2 của Chuyuna, 제 친구 류엔 씨는 눈이 크고 얼굴이 아주 예쁩니다. 류엔 đúng không? Hay là 류엔, 류엔 bạn của tôi thì 눈이 크다, mắt to và gương mặt rất xinh. 얼굴 là gương mặt. 한국어를 잘하기 때문에 한국 친구가 많습니다. Vì cậu ấy giỏi tiếng Hàn nên cậu ấy có rất nhiều người bạn Hàn Quốc. 그리고 한국 영화를 좋아하기 때문에 저하고 같이 극장에 자주 갑니다. Và vì cậu ấy thích phim Hàn cho nên cậu ấy thường cùng với mình đến dạp chiếu phim. Thì đến đoạn số 2, 류엔 씨는 한국 영화를 좋아하기 때문에 한국 친구가 많습니다. Vì 류엔 thích phim Hàn Quốc cho nên cậu ấy có nhiều bạn Hàn. Đúng hay sai nhỉ? Câu này là sai, lý do sai đúng không? Tại vì cậu ấy giỏi tiếng Hàn chứ, 한국어를 잘하기 때문에. Và đoạn cuối cùng, 제가 제일 좋아하는 친구는 지혜씨입니다. Cái người bạn mà tôi thích nhất là 지혜. 지혜 씨는 머리가 까만색이고 눈도 까맣습니다. 지혜 thì tóc đen,머리 tóc đen và mắt cũng đen. 그리고 얼굴이 아주 귀엽습니다. Và gương mặt thì rất dễ thương. 지혜 씨는 친구들에게 항상 친절하기 때문에 인기가 많습니다. Và 지혜 thì làm sao? Rất luôn luôn thân thiện với bạn bè. 친절하다, luôn luôn thân thiện với bạn bè nên được rất nhiều người yêu quý, đúng không? 인기가 많다. Số 3, 지혜 씨는 얼굴이 귀엽기 때문에 인기가 많습니다. Vì 지혜 này đáng yêu, có gương mặt đáng yêu nên được mọi người yêu quý. Thế các bạn thấy ở đây là gì? Có thể đấy cũng là lý do, đúng không? Tuy nhiên, lý do chính ở đây phải là 친구들에게 항상 친절하기 때문에. Bạn ấy luôn luôn thân thiện với mọi người nên đấy là lý do lớn nhất, đúng không? Cho nên cái câu 3 này các bạn có thể điền là sai nhé. Đoạn cuối cùng của chúng ta như sau, khá là dài. 보고 싶은 어머니께, gửi mẹ thương nhớ, đúng không? 보고 싶다 là nhớ, thương nhớ. 어머니, 저 민채예요. 잘 지냈었지요? Mẹ à, con là Minche đây, mẹ có khỏe không ạ? 한국도 이제 많이 더워졌지요? Chắc là Hàn Quốc bây giờ cũng nóng hơn, nhiều, đúng không mẹ? 여기는 한국보다 덥지만 저는 잘 지내고 있어요. Ở đây nóng hơn Hàn Quốc nhưng con vẫn khỏe. 지난 주말에는 옷장을 정리했어요. 정리하다 là kiểu sắp xếp, dọn dẹp, đúng không? Vậy 지난 주말에, cuối tuần trước con đã sắp xếp lại, con đã dọn dẹp lại cái tủ quần áo. 그런데 제가 여기에 와서 살이 쪘기 때문에 옷이 다 작아졌어요. Nhưng con đến đây thì sao chắc cái tên một này con đã bị tăng cân nên quần áo đều chắc ca chắc tả đều nhỏ hết rồi, đều chật hết rồi, đúng không? 그래서 요즘 운동을 다시 시작했어요. Do đó gần đây hay là dạo này con đã bắt đầu tập thể dục lại. 제 방 옷장에 있는 파란색 운동복하고 하얀색 반바지를 좀 보내주세요. Để gửi cho con một ít gì? 운동복 là gì? Quần áo thể thao màu xanh và 반바지 là quần cọc màu trắng. Ở đâu nhỉ? Ở 제 방 옷장에 있는 cái tủ quần áo trong phòng của con. 어머니, 제 모습이 궁금하시지요? Mẹ ơi, mẹ có chắc là mẹ rất gọi là tò mò, đúng không? Về màu sức là gì, hình dáng, đúng không? Về con bây giờ, đúng không? 지난 주에 친구들하고 같이 찍은 사진을 보낼게요. Con sẽ gửi cho mẹ bức ảnh mà con đã chụp vào tuần trước với các bạn. 살이 좀 쪘지요? Con mập hơn, đúng không mẹ? 얼굴도 많이 까매졌어요.
cá mắt thả và cộng với ao chỉ thành cá mê chất tả và gương mặt con cũng đen hơn nhiều. Mò đi nên trái bắt chất cổ, tóc con cũng ngắn hơn nữa. Cái cổ yếu là thể hiện cái bổ sung thông tin nữa, ví dụ là cái này táo này ngọt ngon và còn rẻ nữa. Và rẻ nữa thì được cái cổ yếu để bổ sung thông tin nhé. 저는 아주 건강하니까 걱정하지 마세요. 건 vẫn khỏe nên mẹ đừng lo. 그럼 다음에 또 편지 드릴게요. Vậy thì lần sau con lại viết thư cho mẹ nhé. 안녕히 계세요. Và con chào mẹ. Minh Chê ủ lìm. Con Minh Chê. Nào chúng mình cùng xem này. Minh Chê 씨는 좀 통통해졌습니다. 통통하다 là gì? Là mập. Là mập là béo hơn. Vậy Minh Chê béo hơn một chút. Ở đây cái thông thông hoa tả này bằng với sa đi chất tả đúng không? Và cái này là đúng mặt giải không? Số 2. Minh Chê 씨는 운동복이 필요합니다. Minh Chê thì cần quần áo thể thao. Đúng, tại vì bạn ấy nói với mẹ là gửi cho con quần áo thể thao và quần cọc đúng không? Cuối cùng, Minh Chê 씨는 전부터 운동을 하고 있었습니다. Bạn Minh Chê 전부터 từ trước đây đã đang tập thể dục. Thì con này các bạn có thể hiểu là sai, tại vì sao? Trước đây bạn ấy có tập thể dục nhưng bạn đã ngừng. Còn đây là 하고 있었습니다. 전부터 thể hiện cái sự liên tục ấy, từ quá khứ bạn đã bắt đầu đã tập thể thao rồi và bạn liên tục đến tập bây giờ, kiểu ý là như vậy. Nhưng mà cái này các bạn sẽ hiểu là sai đúng không? Bạn ấy tập thể thao từ trước bạn ấy ngừng, còn bây giờ là 다시 운동을 다시 하고 있대요. Bạn nói là bây giờ bạn muốn là bắt đầu tập lại. Con này là sai nhá. Rồi nhiệm vụ các bạn đó là phần nghe và phần viết. Có câu hỏi gì thì các bạn hãy đăng lên group trên Facebook của chúng mình để chúng mình có thể giải đáp cho các bạn nhé. Bye bye.